Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của Bóng Đá Trẻ VN dư âm trận U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Huấn luyện viên của U23 Thái Lan đã khâm phục U23 Việt Nam hẹn tái đấu ở trận chung kết của giải Đông Nam Á 2022. Thuyền trưởng tuyển U23 Thái Lan đã khâm phục tinh thần thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời chia sẻ mong muốn sẽ tái đấu với thầy trò ông Đinh Thế Nam ở trận chung kết của giải đấu. Tôi khâm phục tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam. Họ có những cầu thủ chỉ vừa mới đến trước trận chưa lâu nhưng đã thi đấu rất ấn tượng. Xin chúc mừng họ vì chiến thắng này. U23 Thái Lan chiếm nhiều ưu thế khi U23 Việt Nam có đến 16 cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên tinh thần chiến đấu quả cảm đã giúp cho U23 Việt Nam có được chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Trung Thành trong tình huống đá phạt đẹp mắt ở phút 28. Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng tuyển U23 Thái Lan đã cho biết: "Chúng tôi kiểm soát được trận đấu, bàn thua đến từ một tình huống bất ngờ. Dù sao chúng tôi cũng đã vào bán kết và đang hướng đến trận đấu đó. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ ràng nhưng thủ môn của Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Hẹn gặp lại các bạn ở trận chung kết." Dù thất bại trước U23 Việt Nam, nhưng U23 Thái Lan vẫn giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng C. Đối thủ của U23 Thái Lan ở trận bán kết là U23 Lào. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16:30 ngày 24 tháng 2 tới đây. Trong khi đó thì cư dân mạng của Thái Lan lại cay cú nói về U23 Việt Nam. Nhiều cư dân mạng của Thái Lan đã tỏ ra khó chịu khi mà đội nhà thua U23 Việt Nam. Ở lượt trận cuối bảng C giải Đông Nam Á, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng. Sau trận đấu thì cư dân mạng của Thái Lan đã có những bình luận không hay lắm nhắm vào U23 Việt Nam. Bình luận xuất hiện nhiều nhất là việc cổ động viên xứ Chùa Vàng nói rằng U23 Việt Nam không ra sân chơi bóng mà để ngủ. Thực tế, thời điểm cuối trận, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã liên tục nằm sân vì kiệt sức bởi không được tập luyện đầy đủ. 6 cầu thủ được bổ sung cấp tốc cũng phải ra sân, không có phút nào nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nhiều cổ động viên Thái Lan còn cho rằng đội nhà chơi chấp tuổi đối thủ. Tài khoản có tên là Venus đã viết: U18 Thái Lan và U23 Việt Nam, chúng tôi tự hào về những cậu bé từ 16 đến 18 tuổi của Thái Lan. Một tài khoản khác lại bình luận: hãy nhớ rằng Thái Lan đang chơi với những cầu thủ U19 và chỉ thua U23 Việt Nam một bàn, thật tuyệt vời. U19 Thái Lan đã tấn công áp đảo đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi cảm thấy tự hào về các chàng trai này, một người dùng Facebook của Thái Lan đã nhận xét. Tuy vậy, những bình luận trên chưa chính xác bởi thành phần U23 Việt Nam dự giải cũng có nhiều cầu thủ thuộc lứa U21. Trở lại với trận đấu nói trên, dù thua nhưng Thái Lan vẫn cùng Việt Nam đi tiếp. Tại bán kết, U23 Việt Nam sẽ đọ sức với U23 Đông Timor vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 2. Sau trận đấu với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã báo tin choáng váng cho người hâm mộ quê nhà. Dù vừa đánh bại Thái Lan để tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng, nhưng U23 Việt Nam lại đứng trước nguy cơ phải bỏ giải. Có thể nói chưa kịp vui thì đội bóng áo đỏ đã phải đối diện với nguy cơ phải bỏ giải vì không đủ nhân sự chuẩn bị cho vòng knockout gặp Đông Timor. Hôm 23 tháng 2, U23 Việt Nam được xác định có thêm 5 cầu thủ dương tính với Covid-19 là Mai Xuân Quyết, Văn Tùng, Thanh Khôi, Trịnh Xuân Hoàng và Quốc Việt. Cả 5 cầu thủ này đều ra sân đá chính và có những màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với Thái Lan. Như vậy, cho đến thời điểm này, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có tới 22 cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Trong đó, nhà cầm quân sinh năm 65 đã đem đến Campuchia 27 cầu thủ và được chi viện thêm 6 cầu thủ nữa. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tham dự giải Đông Nam Á sẽ được phép bổ sung tối đa 10 cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút làm thủ tục để đưa thêm 4 cầu thủ cuối cùng sang Campuchia để chuẩn bị cho trận bán kết với Đông Timor. Ngoài việc chờ đợi viện binh, ông Đinh Thế Nam còn có thể hy vọng vào nhóm cầu thủ bị mắc Covid-19 ngày 18 tháng 2 sẽ âm tính trở lại trong buổi xét nghiệm PCR chiều 23 tháng 2. Mặc dù vậy, khả năng những cầu thủ này trở lại sớm hơn dự kiến là rất khó xảy ra. Trường hợp các cầu thủ nhiễm bệnh chưa trở lại trong khi đội lại phát sinh ca nhiễm mới, tuyển U23 Việt Nam nhiều khả năng không đủ 13 cầu thủ tối thiểu để đăng ký thi đấu với Đông Timor. Nếu như không đủ quân số vào ngày 24 tháng 2, U23 Việt Nam sẽ bị loại theo quy định của giải đấu. Về vấn đề này, huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đã chia sẻ U23 Việt Nam sẽ có đủ lực lượng để đấu bán kết với Timor-Leste. Thuyền trưởng tuyển U23 Việt Nam đã khẳng định vẫn có đủ người để đá trận bán kết giải Đông Nam Á gặp Timor-Leste diễn ra vào tối mai ngày 24 tháng 2.
Sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có thêm 7 cầu thủ xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19. Hiện tại quân số của đội chỉ còn 10 cầu thủ và đứng trước nguy cơ không đủ lực lượng thi đấu bán kết. Phát biểu trong buổi họp báo trưa nay, thuyền trưởng U23 Việt Nam đã cho biết, để chuẩn bị cho trận bán kết với Timor Leste, U23 Việt Nam đã xác định sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. Đúng là lực lượng của U23 Việt Nam đã bị sứt mẻ sau trận đấu với Thái Lan. Vì thế chúng tôi đang phải động viên các cầu thủ để sẵn sàng thi đấu hết mình cho trận đấu bán kết. Trước tình hình này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gấp rút triển khai kế hoạch bổ sung thêm 4 cầu thủ nữa từ Việt Nam sang Campuchia. Đây cũng sẽ là nhóm viện binh cuối cùng của Việt Nam tại giải Đông Nam Á. Đánh giá về U23 Timor-Leste, thuyền trưởng U23 Việt Nam đã chia sẻ: "Tôi đánh giá cao Timor-Leste, họ có lối chơi riêng của họ, tinh thần thể lực của họ cũng rất tốt sau khi vào bán kết. Tôi đã theo dõi Timor-Leste và nhận ra một số cầu thủ quen mặt cho đội hình từng thi đấu vào năm trước." Trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Timor-Leste sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 2. Trái ngược với tình cảnh của U23 Việt Nam hiện tại, U23 Đông Timor có đầy đủ lực lượng khi âm tính 100% với COVID-19. 4 cầu thủ được triệu tập bổ sung gấp sang Campuchia chuẩn bị trận bán kết của Việt Nam gồm thủ môn Trần Liêm Điều, Nam Định, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Khắc Lương, Sông Lam, Nghệ An và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, Phú Hiến. 4 cầu thủ này sẽ di chuyển sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Nếu tình hình diễn ra thuận lợi, U23 Việt Nam sẽ có ít nhất 14 cầu thủ và đủ điều kiện đá với Timor-Leste. Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đều đồng tâm hiệp lực với tinh thần đã làm gì thì sẽ làm đến cùng, nỗ lực hết mình và quyết không từ bỏ. Trong khi đó, huấn luyện viên của đội tuyển U23 Timor-Leste lại cho rằng rất mong U23 Việt Nam đủ lực lượng để đấu với Timor-Leste. Thuyền trưởng tuyển Timor-Leste khẳng định không mong U23 Việt Nam rơi vào tình cảnh hiện tại. Ông vẫn muốn đối thủ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để hai bên có thể so tài cao thấp sòng phẳng vào ngày 24 tháng 2. Timor-Leste là bất ngờ lớn nhất tại giải Đông Nam Á lần này. Bất kể rơi vào bảng toàn những đội bóng thuộc nhóm yếu của khu vực, song Timor-Leste vẫn bị đánh giá rất thấp. Họ bị coi là mỏ điểm của các đối thủ mạnh trong nhóm yếu. Thế nhưng sau 3 trận vòng bảng, Timor-Leste lại là đội dẫn đầu bảng, đẩy Campuchia xuống vị trí thứ hai và bị loại sớm. Bằng lối đá tấn công tốc độ, giàu thể lực, đội tuyển này chắc chắn sẽ mang lại nhiều khó khăn cho đội tuyển U23 Việt Nam ở bán kết. Hơn nữa, họ lại được nghỉ ngơi hơn chúng ta 2 ngày. Cùng với đó, đội hình của họ lành lặn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Rõ ràng về khía cạnh chuẩn bị thì Timor-Leste đang thuận lợi hơn U23 Việt Nam rất nhiều. Nên nhớ thầy trò ông Đinh Thế Nam đã phát hiện ra thêm các trường hợp dương tính với COVID-19 và phải cấp tốc tăng viện thêm 4 người nữa ở Việt Nam đến Campuchia để tiếp sức nếu muốn đạt tối thiểu 13 cầu thủ đăng ký cho trận bán kết vào tối mai. Thế nhưng Timor-Leste cũng không mấy vui vẻ khi chứng kiến những khó khăn mà đối thủ đang trải qua. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Timor-Leste thậm chí còn tuyên bố rằng ông muốn gặp một Việt Nam với binh hùng tướng mạnh để so tài cao thấp sòng phẳng. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân của Timor-Leste đã tuyên bố: "Tôi muốn trận đấu giữa Timor-Leste và Việt Nam được định đoạt bằng chuyên môn, chứ không phải bởi các yếu tố khác. Việt Nam còn quá ít cầu thủ có thể thi đấu vào tối mai. Tôi hiểu và thông cảm với họ. Thực ra với tôi, nếu rơi vào tình cảnh tương tự thì tôi cũng không biết xoay sở như thế nào." Ngày mai gần như Timor-Leste sẽ có được lực lượng tốt nhất. Nhà cầm quân 45 tuổi này đang gây ấn tượng rất mạnh. Ông đã giúp cho nền bóng đá non yếu Timor-Leste phát triển khá nhanh trong 2 năm gần đây. Tại AFF Cup 2020, ông đã giúp cho Timor-Leste thi đấu khá đường nét, có tín hiệu tiến bộ so với các giải đấu trước đó. Ở giải Đông Nam Á lần này, Timor-Leste thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. Thể hình thể lực của họ là ngang ngửa với các đối thủ trong khu vực, trong khi hàng công của đội tuyển này tỏ ra rất nguy hiểm với các pha lên bóng vũ bão bên cánh trái. Dù về tên tuổi thì Timor-Leste vẫn còn thấp bé, nhưng chắc chắn thế trận trên sân ngày mai sẽ không mang đến nhiều thuận lợi cho Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên của đội tuyển U23 Lào thì khẳng định: "Chúng tôi sẽ học U23 Việt Nam để đánh bại Thái Lan." Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Lào đã khẳng định ông và các học trò đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết với Thái Lan. Việc được nghỉ nhiều hơn có thể mang lại chút lợi thế cho Lào ở bán kết. Thái Lan là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ kỹ thuật đồng đều, có lối chơi hiện đại. Họ cũng đến từ nền bóng đá vượt trội, thuyền trưởng tuyển Lào đã chia sẻ. Ông nói tiếp, Thái Lan được xem là ứng cử viên cho tấm vé vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ học theo Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu này, sẽ cố gắng để tạo bất ngờ trước họ. Mọi người sẽ được thấy điều đó ở trên sân.
U23 Lào đã xuất sắc đánh bại Malaysia với tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận, qua đó giành ngôi nhất bảng B. U23 Lào lần đầu vào bán kết giải Đông Nam Á, đang tích cực hồi phục thể lực và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết gặp Thái Lan. Thuyền trưởng U23 Thái Lan cũng cho biết, sau trận đấu với Việt Nam, đội bóng vừa phát sinh những ca COVID-19 mới. Tôi lo lắng cho tình hình của các cầu thủ và với giải đấu này, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải duy trì suy nghĩ tích cực trước khó khăn có thể xảy ra. Ông cũng tỏ ra tự tin với lối chơi tấn công của các cầu thủ Thái Lan, lứa cầu thủ mà ông đã đồng hành từ năm 2017. Ông cho rằng không thể ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam là dịp kém may mắn và ông hy vọng điều này sẽ không xảy ra trước U23 Lào. Trận đấu giữa U23 Lào và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày mai 24 tháng 2. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Còn trận đấu bán kết thứ hai giữa Việt Nam và Timor-Leste diễn ra vào lúc 19 giờ cùng ngày 24 tháng 2. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.